năm sáu phẩm nguyện dụ khi ấy trời đế thích nghĩ thế này nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa tu hành tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa còn vượt lên trên tất cả hữu tình huống là đắc quả vị giác ngộ cao tột nếu đại bồ tát an trụ pháp không nội an trụ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh còn vượt lên trên tất cả hữu tình huống là đắc quả vị giác ngộ cao tột nếu đại bồ tát an trụ trơn như an trụ pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh đi xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì còn vượt lên trên tất cả hữu tình huống là đắc quả vị giác ngộ cao tột nếu đại bồ tát an trụ thánh đế khổ an trụ thánh đế tập diệt đạo còn vượt lên trên tất cả hữu tình huống là đắc quả vị giác ngộ cao tột nếu đại bồ tát tu hành bốn tịnh lự tu hành bốn vô lượng bốn định vô sắc còn vượt lên trên tất cả hữu tình huống là đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát tu hành tám giải thoát, tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, còn vượt lên trên tất cả hữu tình, huống là đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát tu hành bốn niệm trụ, tu hành bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, còn vượt lên trên tất cả hữu tình, huống là đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát tu hành pháp môn giải thoát không, tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, còn vượt lên trên tất cả hữu tình, huống là đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát tu hành bậc cực hỷ, tu hành bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, còn vượt lên trên tất cả hữu tình, huống là đắc quả vị giác ngộ cao tột, nếu đại bồ tát tu hành năm loại mắt, tu hành sáu phép thần thông, còn vượt lên trên tất cả hữu tình, huống là đắc quả vị giác ngộ cao tột, nếu đại bồ tát tu hành mười lực Phật, tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, còn vượt lên trên tất cả hữu tình, huống là đắc quả vị giác ngộ cao tột nếu đại bồ tát tu hành pháp không quên mất tu hành tánh luôn luôn xả còn vượt lên trên tất cả hữu tình huống là đắc quả vị giác ngộ cao tột nếu đại bồ tát tu hành trí nhất thiết tu hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng còn vượt lên trên tất cả hữu tình huống là đắc quả vị giác ngộ cao tột nếu đại bồ tát tu hành tất cả pháp môn đà la ni tu hành tất cả pháp môn tam ma địa còn vượt lên trên tất cả hữu tình huống là đắc quả vị giác ngộ cao tột nếu đại bồ tát tu hành hạnh đại bồ tát còn vượt lên trên tất cả hữu tình huống là đắc quả vị giác ngộ cao tột nếu đại bồ tát tu hành quả vị giác ngộ cao tột còn vượt lên trên tất cả hữu tình huống là đắc quả vị giác ngộ cao tột nếu các hữu tình nghe nói danh tự trí nhất thiết trí tâm sanh tin hiểu còn đạt được lợi ích tốt đẹp trong cõi người và được thọ mạng tối thắng trong thế gian huống là phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột hoặc thường nghe kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy